Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi ngày 9 tháng 10 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận, giá hơi trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc đang có xu hướng chững lại. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn đang duy trì mức giá khá thấp, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ, điển hình như là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên hay là khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn. Các địa phương này hầu như đã xuống dưới 40.000 đồng trên 1 kg. Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, giá lợn hơi đang có xu hướng giảm ở nhiều địa phương. Đặc biệt, một số địa phương do giãn cách xã hội, mức giá dưới 40.000 đồng trên 1 kg đã xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh miền Bắc. Lợn thịt đang ồn ứ quá nhiều, khoảng 30%. Trong khi đó, giá thành sản xuất nếu chăn nuôi theo chuỗi, từ nuôi nái đến nuôi lợn thịt đang ở mức khá cao. Như vậy, với mức giá lợn hơi trên thị trường hiện nay, người chăn nuôi cũng không còn thu được lợi nhuận như năm 2020 và các năm trước nữa. Và so với bình quân năm 2020 thì mức giá hiện tại đã giảm mạnh từ 25 cho đến 30.000 đồng trên 1 kg. Gia đình bà Hường ở thôn Thượng Phúc, xã Thụy Trường của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình trước đây thường nuôi khoảng 50 đầu lợn trở lên, trong đó có từ 5 cho đến 7 con lợn là lợn nái. Sau khi lợn thịt xuất chuồng là có lứa lợn con cuối vụ không phải mua lợn giống, mỗi lợn xuất bán từ 3 cho đến 4 tấn lợn hơi. Gia đình bà thu lãi cả 100 triệu đồng, nhưng từ đầu năm 2021 cho đến nay, khi dịch Covid-19 lan rộng, gia đình bà đã phải đóng cửa chuồng, dừng chăn nuôi. Một phần do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng mặt khác là do giá lợn hơi đã giảm quá mạnh. Mặc dù giá lợn hơi giảm mạnh, nhưng giá lợn thịt tại các cửa hàng thịt, các chợ truyền thống hoặc các siêu thị vẫn đang ở mức cao do chi phí liên quan đồng loạt tăng, đặc biệt là chi phí vận chuyển và chi phí phòng chống dịch bệnh. Nhìn chung, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khó khăn trong vận chuyển, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm đã giảm nhiều do khối các khu công nghiệp, trường học, bếp ăn tập thể, khách sạn, nhà hàng và một số nhà máy giết mổ, chế biến, chợ truyền thống, chợ dân sinh phải đóng cửa, đặc biệt là đối với hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy mà sản phẩm chăn nuôi đang ứ đọng và quá tuổi nhiều, người chăn nuôi đang tăng nguy cơ thua lỗ. Chỉ có các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, các trang trại chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ sản phẩm đến tiêu thụ, cung cấp cho các kênh phân phối như là siêu thị hay là các hệ thống cửa hàng bán lẻ hiện đại vẫn đang đảm bảo khâu tiêu thụ, giá bán và vẫn duy trì mức giá ổn định cũng như là đang có nguồn thu lãi cao. Còn đối với thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, giá thấp hơn cả thuộc về các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ như là Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cần Thơ và nhiều địa phương khác nữa. Nhiều tỉnh ở khu vực này đang dao động trong khoảng 40 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Đông trong ngày hôm nay, phổ biến trong khoảng 45 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên cũng có những địa phương có mức giá thấp hơn như là Đồng Nai hay là Bình Dương trong ngày hôm nay, nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá trong khoảng 43 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Còn theo ghi nhận, giá hơi trong ngày hôm nay, đặc biệt là đối với thị trường miền Bắc, nhiều nơi đã xuống đến 35.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, Hà Nội đang dao động mức giá 36 cho đến 40.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay cũng chỉ dao động trong khoảng 38 cho đến 40.000 đồng. Thái Bình phổ biến mức giá 38 cho đến 41.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương 37 cho đến 40.000 đồng trên 1 kg. Đối với Hà Nam trong ngày hôm nay, dao động mức giá 36 cho đến 40.000 đồng. Quảng Ninh 40 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Nam Định, Ninh Bình cho ngày hôm nay phổ biến mức giá 37 cho đến 40.000 đồng. Hòa Bình dao động trong khoảng 36 cho đến 39.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí Phú Thọ còn có mức giá thấp hơn trong ngày hôm nay. Mức giá kỷ lục đã chạm đáy ở địa phương này, 34 cho đến 38.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên trong ngày hôm nay cũng không khả quan hơn khi nhiều địa phương vẫn đang báo giá trong khoảng 37.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc 36 cho đến 40.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 36 cho đến 39.000 đồng. Tuyên Quang 35 cho đến 38.000 đồng trên 1 kg.
Lạng Sơn trong ngày hôm nay cũng ở mức khá thấp, chỉ dao động trong khoảng 36 cho đến 39.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khô cao lộc của tỉnh Lạng Sơn trong ngày hôm nay chỉ dao động trong khoảng 37 cho đến 39.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng trong ngày hôm nay cũng có mức giá 38 cho đến 40.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái 37 cho đến 41.000 đồng, Lai Châu 40 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Sơn La trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 38 cho đến 41.000 đồng. Điện Biên trong ngày hôm nay cũng có mức giá thấp, dao động trong khoảng 39 cho đến 41.000 đồng trên 1 kg. Có thể nói rằng giá hơi trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc đã chạm đáy và nhiều hộ chăn nuôi thậm chí còn chẳng ngờ tới mức giá này. Còn đối với thị trường miền Trung trong ngày hôm nay, Thanh Hóa dao động trong khoảng 39 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg, Nghệ An 40 cho đến 43.000 đồng, Hà Tĩnh trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 41 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg, Quảng Bình 45.000 đồng, Quảng Trị trong ngày hôm nay chỉ có mức giá 43 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg, hay như Huế trong ngày hôm nay cũng có mức giá thấp hơn so với trước, chỉ dao động trong khoảng 45 cho đến 47.000 đồng. Quảng Nam, Quảng Ngãi trong ngày hôm nay cũng giảm mạnh, chỉ còn mức giá 43 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên 46 cho đến 48.000 đồng. Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 45 cho đến 48.000 đồng là phổ biến. Bình Định trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 44 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Còn một số địa phương ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay hầu hết đã xuống dưới 50.000 đồng, như Gia Lai 46.000 đồng, Đắk Lắk dao động trong khoảng 44 cho đến 46.000 đồng, Đắk Nông 46 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg, Lâm Đồng 47 cho đến 50.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, hầu hết các địa phương đã xuống dưới 50.000 đồng trên 1 kg, thấp hơn cả thuộc về các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Cụ thể trong ngày hôm nay thấp nhất thuộc về tỉnh Sóc Trăng, nhiều chăn nuôi chỉ báo giá trong khoảng 39 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long trong ngày hôm nay có mức giá 44 cho đến 48.000 đồng, An Giang 45 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg, Kiên Giang thậm chí còn có mức giá thấp hơn trong ngày hôm nay, dao động trong khoảng 43 cho đến 46.000 đồng. Các địa phương như Cần Thơ, Đồng Tháp hay là đối với tỉnh Cà Mau trong ngày hôm nay cũng chỉ dao động trong khoảng 45 cho đến 47.000 đồng là phổ biến. Bạc Liêu 43 cho đến 46.000 đồng, Trà Vinh 44 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, nhiều chăn nuôi chỉ báo giá giao quanh 44 cho đến 47.000 đồng. Tiền Giang 45 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Long An trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 46 cho đến 48.000 đồng. Còn đối với thị trường miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay thấp nhất thuộc về tỉnh Đồng Nai, trong ngày hôm nay chỉ dao động trong khoảng 43 cho đến 46.000 đồng là phổ biến. Thành phố Hồ Chí Minh dao động trong khoảng 44 cho đến 47.000 đồng. Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 45 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.